Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay em có một công trình cho một bác khách, bác Vương, bác ở Tiền Tiến, Hải Dương. Tổng bộ ra này thì anh em có thể nhìn thấy đó là 34.900.000. Thì bên em vừa tới. Thì anh em có thể thấy những sản phẩm ở bên đây thì em bên có dùng đó là đôi loa KT12 từ neo check neo. Đẩy đây thì sử dụng đây, có thể cho anh em nhìn thấy 9004XS anh em nhá, đẩy 4 kênh 900W trên một kênh. Và tiếp theo cho sử dụng đó là một chiếc súp LX KT18 sử dụng bát 50 anh em nhé, sử dụng bát 50. Và bộ xử lý ở đây thì có sử dụng đó là mic U805 này, vang JBL cánh 180 và một chiếc quản lý nguồn LX P9 anh em thể nhìn thấy. Tổng bộ cấu hình này đó là 34.900.000 anh em nhé, rất chất lượng. Và bên em đang xem cái chỗ lắp và sẽ thiết kế anh em nhé. Và bên em bắt đầu khui thùng anh em nhé, những cặp loa tất cả đều hàng nhập nguyên thùng nguyên chiếc anh em nhé. KT12 từ neo chắc neo. Và đây là những chiếc súp lấy KT18 súp bát 50, em cho anh em thể nhìn thấy. Tất cả đều hàng mới đập hồ hết, trở kháng 8 ohm, công suất đó là 800W và độ nhạy là 106 dB anh em nhé. Toàn là xương sần cáp rồi, rất chất lượng, nguyên thùng nguyên hộp hết. Tất cả bên em sẽ dùng dây xịn anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy khi lối thì bên em lối rất là cẩn thận cho bác khách cả. Đấy. Và dây thì tất cả sẽ là dây lõi đồng hết anh em nhé. Tất cả nó sẽ là dây đồng hết cho anh em. Hàng rất chất lượng khi anh em lối cùng bộ giảm. Đấy. Khi lối dây và đầu lưu trích này, anh em thể nhìn thấy rất là khít đúng không ạ? Và sẽ là dây để cắm vào đẩy này, tất cả đều bằng đồng hết anh em nhé, chất lượng cực kỳ cao. Bên em đang setup anh em nhé, để cho bác chủ hát thử và đã lên được bốn quỳnh. Súp KT18 thì em sẽ để bên tay trái này và loa sẽ để trên hai chống kệ của anh em. Khu dàn máy thì sẽ để trong kia anh em nhé, khu dàn máy mic 805. Đi gần vào khu dàn máy thì anh em có thể đến đây. Đầu tiên là mic lấy U805S này, vang JBL cánh 180, quản lý nguồn lấy P9 có lọc nguồn automat anh em nhé. Và tiếp theo cục đẩy không thể thiếu đó là lấy 9004XS, cục đẩy này với 4 kênh 900W trên một kênh. Thì hai kênh đầu em sẽ đánh cho mỗi kênh một quả đó là bát 30 KT12, và hai kênh còn lại em sẽ chập bridge vào để đánh những chiếc súp KT18 này bên em anh em nhé. KT18 anh em thì nhìn thấy một lớp sơn sần cát rất là đẹp. Hai tay sách hai bên, trên sẽ là loa đấy, KT12 cũng đều là sơn sần cát thì anh em nhé. KT12 súp KT18S rất nhỏ gọn anh em nhé, rất nhỏ gọn. Chiều ngang này của nó thì chỉ có 50cm thôi anh em nhé, rất nhỏ gọn cho anh em. Đi sâu vào khu dàn máy thì anh em thể thấy mic đấy 1805, vang JBL cái 180, hàng chính hãng nội địa chỉ là anh em nhé. Quản lý nguồn lấy P9, có lọc nguồn, có automat, rất là tiện lợi cho anh em. Màn hình hiển thị báo điện áp anh em nhé, 234 V, cục đẩy 9004XS 4 kênh 900W 1 kênh, hai kênh sẽ đánh cho mỗi kênh một quả KT12, còn hai kênh còn lại chập bridge để đánh súp 50. Súp này thì cho anh em thử đây đây, lấy KT18 sơn sần cát anh em nhé, sơn sần cát và loa KT12 từ neo anh em nhé, từ neo trên neo sơn sần cát hết.